Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh đã tìm đường đi xuất cảnh lao động trái phép thông qua cò mồi, môi giới, những mong tìm kiếm một cơ hội đổi đời, ổn định cuộc sống, hay chỉ đơn giản là đỡ đần gia đình, giảm bớt những khó khăn cơ cực nơi vùng quê nghèo. Thế nhưng, điều chờ đợi họ phía bên kia biên giới là những rủi ro khó lường mà đôi khi được đánh đổi bằng chính tương lai, tài sản và thậm chí là cả tính mạng mình. Năm 2013, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Đoàn ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc quyết định vượt biên sang Trung Quốc làm nghề phun sơn. Không biết tiếng Trung, không thông thạo địa hình nơi làm việc, mọi hoạt động từ ăn ở, sinh hoạt đến giờ giấc làm việc, anh đều phải phụ thuộc vào cò mồi. Tiền lương như hứa hẹn còn chưa nhận được thì anh bị bắt trong một chiến dịch truy quét lao động trái phép tại Trung Quốc, phải ngồi tù gần 2 tháng mới được trả về Việt Nam trong hoàn cảnh không một đồng xu dính túi. Mình chỉ được biết như qua cái khoản tiền lương như vậy thôi, còn cũng chưa nhận được một đồng nào. Còn cái quá trình bảo hiểm của mình sang đấy làm thì không có. Cho dù mình thế nào nó nữa thì cũng chả là ai quan tâm gì cả. Còn sang bên đấy thì nó am khổ lắm, nó không như Việt Nam mình. Lúc nào mình cũng phải giữ cái khép nép, cái tư tưởng, run sợ. Theo thống kê của lực lượng chức năng, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 2.000 người đang lao động trái phép ở nước ngoài, chủ yếu là ở Trung Quốc. Không ít người trong số này sau khi về quê ăn Tết đã đứng ra môi giới việc làm, tổ chức và lôi kéo nhiều người dân cùng tham gia vào đường dây xuất cảnh lao động trái phép. Và điều chờ đợi những người đưa lao động trái phép ở nước ngoài không phải là được đổi đời, mà là cuộc sống đằng sau song sắt nhà tù với thời gian thụ án có khi lên tới 20 năm. Thưa quý vị và các bạn, tùy theo phong tục tập quán và điều kiện kinh tế xã hội, không khí ngày Tết cổ truyền ở mỗi vùng miền đều có những nét riêng. Với đồng bào và chị em phụ nữ ở các xã, bản vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh, Tết Kỷ Hợi năm nay có thêm niềm vui khi được tham gia chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Yêu Thương do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thanh Hóa phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng với các đơn vị đồng hành tổ chức. Xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân có 98% đồng bào là người dân tộc Thái. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Tết cổ truyền dường như đến nơi này từ rất sớm khi chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Biên Cương được tổ chức. Với các tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ đặc sắc và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tham gia hội thi gói bánh chưng, bày và thuyết minh mâm ngũ quả, chương trình đã đem lại không khí rộn ràng, vui tươi của ngày xuân. Đây là lần đầu tiên xã chúng tôi tổ chức chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Biên Cương để cho chị em chúng tôi có cơ hội học hỏi, giao lưu kinh nghiệm như là tham gia các trò chơi như nấu bánh gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả. Chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Biên Cương đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tại 5 xã biên giới gồm Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Trung Lý, huyện Mường Lát, Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Yên Khương, huyện Lang Chánh và Tam Thanh, huyện Quan Sơn. Gần 4.000 suất quà cũng đã được trao tặng cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo. Nguồn động viên, sự sẻ chia của các cấp hội phụ nữ đối với hội viên phụ nữ vùng biên giới đã giúp các chị có thêm niềm tin để cố gắng vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu cho những mùa xuân mới tươi đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, hôm nay ngày 2 Tết, xã Trung Chính, huyện Nông Cống lại tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống. Để chuẩn bị cho lễ hội thành công trong ngày đầu xuân năm mới, các đội đều chọn ra những tay đua kỳ cựu, mạnh khỏe, tham gia tập luyện từ hơn một tháng trước. Ngay từ sáng sớm, người dân trong và ngoài xã Trung Chính, con em xa quê đã nô nức về với lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên dòng Lãng Giang. Năm nào thì chúng tôi cũng tổ chức. Đấy, tổ chức thì cuốn hút được rất đông bà con ở khu vực xung quanh về tham gia vui. Đấy, nó là một cái gì đấy mà để các người con xa quê đến những ngày mùng 2 Tết, mùng 3 Tết đều dạo dực, đấy, muốn về với quê hương để tham gia cái đua thuyền. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay có 8 đội đua đến từ các cơ quan thôn văn hóa của xã Trung Chính và đội đua xã Trung Thành. Các đội chia thành 3 trận thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, chọn ra 3 đội chiến thắng vào chung kết. Trong tiếng trống hội rộn rã, tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình, các đội đã cống hiến cho khán giả những pha đua hấp dẫn, ngang sức ngang tài. Và tham gia cái giải đua thuyền đầu xuân này thì rất là phấn khởi, anh em là thi đấu hết mình vì cái truyền thống của quê hương. Nên là cái giải này thì cũng rất mong là các cơ quan đoàn thể hàng năm vẫn cứ tiếp tục tổ chức cái giải bơi truyền thống này để các
để con bà con địa phương đi ăn quê xa Tết về, có cái điều kiện để rồi đây là cũng là một cái phong trào, một cái nét đặc trưng văn hóa riêng của đơn vị địa phương. Đua thuyền là một hoạt động thể thao dưới nước mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được người dân Trung Chính gìn giữ qua nhiều đời nay. Tổ chức đầu xuân năm mới, lễ hội là dịp người dân gần gũi nhau hơn, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp truyền thống của dân tộc, đồng thời gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thực hiện chủ đề an toàn giao thông năm 2019 là an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy. Ngay từ đầu năm, các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương đã triển khai đồng loạt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển tham gia giao thông vi phạm dịp cuối năm, tập trung kiểm soát, xử lý các trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm luật giao thông, lái xe sử dụng rượu bia và ma túy. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cũng được đẩy mạnh. Năm 19 rất mong muốn là được sự quan tâm của cấp trên nhiều hơn và luật phải sửa nghiêm hơn. Thứ nhất về cái lái xe là phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, thứ hai là về cái nồng độ cồn. Nếu mà có vi phạm thì phải tước giấy phép lái xe và đình chỉ hẳn. Để tham gia giao thông nên có ý thức chung, và trong khi mà nếu có cái không may mà xảy ra thì mình cũng nên nhường nhịn nhau. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những ngày đầu năm mới, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Hầu hết người dân có ý thức trong việc chấp hành các luật lệ giao thông. Đây sẽ là những tín hiệu tốt cho một năm mới yên bình, an toàn cho tất cả mọi người. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Bộ Công Thương thông tin, trong những ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi, tại một số siêu thị, giá cả nhìn chung ổn định so với trước Tết. Tại các thành phố lớn, một số trung tâm thương mại, siêu thị bắt đầu mở cửa trở lại từ trưa ngày 1 để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhìn chung giá cả các mặt hàng ổn định so với trước Tết. Từ ngày 2, có thêm một số siêu thị mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại, phục vụ người dân, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau củ quả. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 87 người. So sánh với 4 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 38 vụ, giảm 44 người chết và giảm 33 người bị thương. Trong đó, chỉ tính riêng ngày 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.073 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với chủ đề Vũng Tàu Xanh, Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 của thành phố Vũng Tàu được trang trí với nhiều mô hình phong phú, điển hình như mô hình theo thần tài, đường Quang Trung, mô hình núi lớn, núi nhỏ, khu vực đường Lê Lợi, đường Hoa Xuân trên trục đường Phạm Văn Đồng. Tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, mỗi địa phương đều tạo điểm nhấn trong trang trí Tết bằng các tiểu cảnh độc đáo mới lạ, bố trí hoa tại các vòng xoay, trung tâm hành chính, khu vui chơi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn vui xuân. Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu năm 2019, phấn đấu diện tích trồng cây ăn quả đạt 1 triệu hectare, giá trị xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngành trồng trọt đang tiếp tục hướng dẫn nông dân áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong sản xuất như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, đồng thời tăng cường các khâu sơ chế, chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu. Riêng đối với cây có múi, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương hạn chế tối đa tình trạng gia tăng diện tích, phát triển nóng loại cây này, nhất là các vùng không phù hợp. Năm 2019, Việt Nam đặt kế hoạch đưa ra nước ngoài 120.000 lao động mới. Bên cạnh các thị trường truyền thống thì có thêm nhiều thị trường mới đã được mở ra với xuất khẩu lao động Việt Nam, đặc biệt là các nước Đông Âu. Riêng thị trường Bulgaria, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 lao động ở 6 lĩnh vực gồm xây dựng, dệt may, nông nghiệp công nghệ cao, điều dưỡng. Thị trường Romania cũng đang có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài lớn, ngành nghề phù hợp với lao động Việt Nam, mức lương và thu nhập của người lao động đảm bảo, chi phí trước khi đi thấp. Ngoài ra, một số nước ở Trung Đông như Kuwait cũng đã đặt vấn đề với Việt Nam để ký hiệp định tiếp nhận lao động, hợp tác lao động.
Các tiểu vương quốc Ả Rập cũng đề nghị Việt Nam ký lại thỏa thuận hợp tác chính phủ trong vấn đề bảo vệ cũng như tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường ở Trung Đông. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.